trà rất thơm. Đây là bình thủy tinh 600ml. Cần khoảng 20g trà là đủ. Loại trà này rất được nước, uống loãng vẫn thấy ngon, nên các bạn có thể pha nhiều tuần trà. Màu trà rất đẹp, trà thơm vì lá nếp, cứ vương mãi ở trong họng. Trà rất mát, thanh nhiệt, giải độc, rất tốt cho hệ tiêu hóa của bạn. Đặc biệt trà giúp tiêu mỡ, giảm béo, dùng sau bữa ăn là tốt nhất.